Kính thưa quý vị, chúng tôi là Kiều Trâm và Hoàng Quân. Xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình tin tức thời sự Việt Nam. Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ ba ngày mùng 5 tháng 5 năm 2020. Và ngay sau đây là bản tin chi tiết. Học sinh tại Việt Nam được cho đeo tấm chắn để phòng COVID-19 được cho là tối kiến. Nhiều trường học tại Việt Nam mở cửa trở lại ngày 4 tháng 5. Học sinh đến trường với khẩu trang, tấm che mặt và dung dịch sát khuẩn tay. Tuy nhiên, trong cùng ngày, nhiều phụ huynh và giáo viên lên mạng xã hội bày tỏ lo ngại rằng tấm chắn đó có hại cho học sinh nhiều hơn là có lợi. Diễn đàn mang tên Nhật ký yêu nước thậm chí có bài gọi đó là tối kiến và tỏ ý nghi ngờ rằng đây là sự bắt tay của các nhóm lợi ích đứng đằng sau việc sản xuất và bán đồng phục, trang bị cho học sinh. Nhiều người cho rằng nếu các cháu chỉ đeo vào lúc học, lúc ra khỏi lớp, ra sân chơi, chúng lại tụ tập thì biện pháp đó không có tác dụng. Chưa kể làm kém thị lực, vướng víu và khó chịu. Đứng từ góc độ là người trong ngành giáo dục, thầy giáo Đỗ Việt Khoa khẳng định rằng các trường học Việt Nam không cần đến các biện pháp thái quá mà chỉ cần các học sinh và giáo viên đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và rửa tay là đủ. Hơn 22 triệu học sinh Việt Nam quay lại trường học. Học sinh trên cả nước Việt Nam quay lại trường hôm thứ Hai ngày 4 tháng 5 sau 3 tháng phải ở nhà bất đắc dĩ vì hậu quả của đại dịch COVID-19. Tất cả đều phải đeo khẩu trang và được đo thân nhiệt trước khi cho vào trường. Thật ra, sau khi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho nới lỏng lệnh cách ly xã hội từ 22 tháng 4, một số tỉnh đã cho học sinh trung học quay trở lại trường từ ngày 27 tháng 4. Tới nay thì tất cả các tỉnh thành đã cho học sinh các cấp quay trở lại trường, tuy một vài tỉnh chưa cho các lớp mẫu giáo mở lại cho tới ngày 11 tháng 5. Trên thế giới từng có những khuyến cáo là rất có thể làn sóng thứ hai, thứ ba bùng phát dịch COVID-19 và cũng có thể kéo dài 18-24 tháng. Bởi vậy không ai có thể quả quyết khi nào sẽ hết dịch tại Việt Nam. Đại dịch đã làm đảo lộn cả chương trình học cũng như thi cử. Hiện chưa thấy Bộ Giáo dục và Đào tạo Cộng sản Việt Nam có ý như thế nào. Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam bác tin bệnh nhân 251 chết là do COVID-19. Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam vội vàng đưa tin kiểu chặn trước dư luận về cái chết của một người đàn ông từng bị nhiễm COVID-19 là do một nguyên nhân khác. Toàn bộ hệ thống thông tin của Cộng sản Việt Nam ngày 4 tháng 5 dẫn thông tin từ Bộ Y tế nói rằng người đàn ông 64 tuổi ở Bình Lục, Hà Nam tử vong vào ngày 1 tháng 5 do xơ gan giai đoạn cuối. Theo tin trong nước, ông này từng được đưa từ nhà ở huyện Bình Lục tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam điều trị xơ gan và nhiều bệnh khác từ ngày 20 tháng 3. Đến ngày 7 tháng 4 thì xét nghiệm thấy ông dương tính với COVID-19 nhưng không xác định được nguồn lây nhiễm và được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Hà Nội điều trị và được đánh số là bệnh nhân COVID-19 số 251. Đến ngày 1 tháng 5 thì ông qua đời. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam giữ độc quyền mọi thông tin liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Nhiều người đã bị công an thẩm vấn, bắt ký giấy thú nhận là đưa tin sai sự thật và phạt tiền về những chuyện liên quan đến đại dịch COVID-19. Nhiều ổ dịch sốt xuất huyết bùng phát ở Sài Gòn. Trong khi đại dịch COVID-19 vẫn còn ở Việt Nam thì dịch sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát tại Sài Gòn và các tỉnh thành phía Nam. Báo Dinh dẫn thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sài Gòn cho hay, trong tuần thứ 18, thành phố ghi nhận được 6 ổ dịch sốt xuất huyết nhỏ mới phát sinh ở 7 phường xã thuộc 4 trên 24 quận huyện, tăng thêm 2 ổ dịch mới so với tuần thứ 17, với 65 trường hợp mắc bệnh. Ngành y tế đã cho phun hóa chất các ổ dịch diệt loang quang tại các điểm có nguy cơ ở 15 phường xã thuộc 5 trên 24 quận huyện trong thành phố Sài Gòn. Như vậy là từ đầu năm cho tới nay thì ngành y tế ghi nhận 6.478 ca sốt xuất huyết, giảm 70.1% so với cùng kỳ của năm ngoái. Tuy nhiên thì hiện ở Sài Gòn và các tỉnh phía Nam đang chuẩn bị vào mùa mưa. Đây là thời tiết thuận lợi để dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh. Riêng các bệnh truyền nhiễm khác như sởi, tay chân miệng tại Sài Gòn từ đầu năm tới nay có xu hướng giảm mạnh so với cùng kỳ của năm ngoái. Vải tươi Việt Nam khó vào thị trường Nhật Bản trong năm nay. Vải tươi Việt Nam xuất sang thị trường Nhật Bản sẽ không thể triển khai trong năm nay do tác động của dịch bệnh COVID-19. Theo thông tin truyền thông trong nước loan tin vào ngày 5 tháng 5, Bộ Công Thương cho biết đã nhận được công hàm của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản thông báo việc không thể cử chuyên gia của Cục Bảo vệ Thực vật Nhật Bản sang Việt Nam để kiểm tra và công nhận hệ thống khử trùng quả vải tươi xuất cảng của Việt Nam. Lý do vì tác động của COVID-19.
Bộ trưởng Bộ Công Thương đã đề nghị Đại sứ Việt Nam ở Nhật Bản thuyết phục phía Nhật xem xét các giải pháp khác như tạm thời ủy quyền cho các tổ chức giám định độc lập tại Việt Nam thực hiện việc này hoặc là phối hợp với Bộ của Việt Nam thực hiện các biện pháp kiểm tra từ xa. Và đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị xem xét các biện pháp đặc biệt, sáng tạo để tháo gỡ khó khăn cho việc xuất cảng vải tươi vào Nhật Bản. Hoàn tất điều tra đề nghị truy tố vụ Tuấn Khỉ bắn người ở Củ Chi. Công an của Sài Gòn vào chiều 5 tháng 5 cho biết đã hoàn tất điều tra, Viện Kiểm soát đã đề nghị truy tố các bị can trong vụ án cựu thiếu úy công an Lê Quốc Tuấn, biệt danh là Tuấn Khỉ, dùng súng gây thương vong 7 người ở Củ Chi hồi cuối tháng Giêng. Truyền thông trong nước loan tin cùng ngày cho biết ngoài ông Lê Quốc Tuấn, 16 người khác liên quan tới vụ việc cũng bị đề nghị truy tố với các tội danh chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm. Theo kết quả điều tra, vào hai ngày 29 và 30 tháng Giêng thì ông Tuấn đã dùng súng AK bắn chết 5 người và làm bị thương 2 người, cướp 3 xe mô tô và số tiền 800 triệu đồng. Tin nói là hành vi của ông Tuấn đã đủ yếu tố kết tội giết người, cướp tài sản và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Cơ quan điều tra cho hay sau khi phạm tội, ông Tuấn lẩn trốn và bị lực lượng chức năng vây bắt. Ông Tuấn bị nói đã dùng súng chống trả nên bị bắn chết. Chính quyền Kiên Giang chịu trách nhiệm những sai phạm đất đai ở Phú Quốc. Tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2011-2017 phải chịu trách nhiệm về những thiếu sót và sai phạm liên quan đất đai xảy ra trong tỉnh, nhất là tại huyện đảo Phú Quốc. Truyền thông trong nước vào ngày 5 tháng 5 dẫn kết luận của Thanh tra Chính phủ công bố như vừa nêu. Và theo đó, tỉnh Kiên Giang, các huyện, các sở ngành bị cho là đã vi phạm trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản môi trường giai đoạn 2011-2017. Chủ tịch tỉnh Kiên Giang bị xác định trong giai đoạn từ tháng Giêng 2016 đến ngày 31 tháng 12 2017 đã phê duyệt không đúng thẩm quyền đối với giá đất, tiền thuê đất trong 16 dự án, vi phạm quy định của luật đất đai. Thanh tra Chính phủ còn kết luận huyện Phú Quốc và các xã, thị trấn trực thuộc đã buông lỏng quản lý về đất đai và trật tự xây dựng, dẫn đến tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nhằm mục đích phân lô tách thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ để chuyển nhượng. Nam Định bắt giữ 3 người ăn chặn tiền các dịch vụ tang lễ. Công an của tỉnh Nam Định vào ngày 5 tháng 5 ban hành lệnh bắt tạm giữ 3 người bị cho là có liên quan tới ăn chặn tiền trong thực hiện tang lễ tại tỉnh này và khởi tố hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Nam Định thì công ty Hoàng Long là đơn vị quản lý đài hỏa tang Thanh Bình. Trong thời gian hoạt động, công ty Hoàng Long có ký hợp đồng độc quyền với công ty Trường Dương để thực hiện dịch vụ tang lễ và công ty này đã thông báo cho các cơ sở khi nhận dịch vụ là 5,5 triệu đồng một ca, chưa tính tiền dịch vụ xa tang và các dịch vụ khác. Tuy nhiên, vào tháng 11 năm ngoái, 3 đối tượng gồm Nguyễn Hữu Quang, Trần Xuân Hà và Bùi Hải Quang cùng với một số người khác đã xuống các dịch vụ tang lễ các huyện đe dọa các cơ sở này và yêu cầu khi nhận hỏa táng phải thông báo cho họ và nộp 500.000 đồng mỗi ca. Theo kết quả điều tra, Công an tỉnh Nam Định xác định nhóm người này trước khi bị bắt đã chiếm được gần 40 triệu đồng của 5 cơ sở dịch vụ tang lễ. Tiêu cực việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam vừa có quyết định kiểm điểm các tổ chức và 3 cá nhân của Bộ trong sai phạm có liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018 tại tỉnh Sơn La, Hòa Bình và Hòa Giang. Báo cho biết ngày 5 tháng 5, quyết định vừa nêu dựa trên kết luận và kiến nghị được đưa ra trong báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về cá nhân bị kiểm điểm gồm có ông Sái Công Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học thuộc Chi bộ Vụ Giáo dục Trung học, ông Tống Duy Hiến, Phó Chánh Thanh tra và ông Trịnh Minh Trường, Thanh tra Viên Chính. Trước đó vào tháng 8 năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản về việc xem xét kỷ luật công chức liên quan đến việc tiêu cực và gian lận thi cử trong việc tổ chức chấm thi trung học phổ thông tại Hội đồng thi tỉnh Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình. Xuất hiện nghi vấn Apple chuẩn bị sản xuất iPhone ở Việt Nam. Việc Apple đang có đợt tuyển dụng lớn nhất từ trước tới nay ở Việt Nam làm dấy lên nghi vấn rằng hãng điện thoại hàng đầu thế giới của Hoa Kỳ có thể sắp mở nhà máy sản xuất tại quốc gia Đông Nam Á trong bối cảnh Hoa Kỳ muốn đưa chuỗi cung ứng toàn cầu ra khỏi Trung Quốc. Trang việc làm của Apple cho thấy hãng này liên tục tuyển nhân sự từ cuối năm ngoái tới nay, gồm các vị trí quan trọng ở Hà Nội và Sài Gòn. Theo truyền thông trong nước, thì việc Apple tuyển dụng nhân sự nhiều bộ phận làm việc nhiều nhất từ trước tới nay làm dấy lên dư luận rằng
công ty công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ có thể mở nhà máy sản xuất toàn phần, một phần hoặc cửa hàng bán lẻ tại thị trường Việt Nam. Hôm 29 tháng 4, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết rằng chính quyền đương nhiệm ở Washington đang tìm cách hợp tác với các quốc gia của một số nước, trong đó có Việt Nam, để đưa chuỗi cung ứng sản phẩm toàn cầu của Hoa Kỳ ra khỏi Trung Quốc. Hiện có khoảng 30 đối tác là nhà cung cấp linh kiện cho các sản phẩm của Apple đang có mặt tại Việt Nam. Và vừa rồi là chương trình tin tức thời sự Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình. Hoàng Quân và Kiều Trâm xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tin tức tiếp theo.